chào tất cả các chị em, xin chào tất cả những người mà đang theo dõi fanpage của Mega Fashion. Và ngày hôm nay thì Mai Phương lại quay trở lại với một chuỗi những video review cho mọi người về những mẫu quần đang cực kỳ hot hit tại Mega Fashion. Nó hot hit ấy không phải là nhìn nó đặc biệt hơn quá nhiều, bởi vì thật ra ấy là những mẫu quần jean thì nó cũng chỉ có một vài mẫu thôi. Nhưng quan trọng nhất ở đây là chất liệu. Bởi vì khi mà mọi người mặc quần jean, mọi người rất là quan tâm đến form dáng và chất liệu, lên dáng có đẹp hay không này, rồi cái chất liệu của nó có thoải mái khi mặc hay không. Bởi vì thường mọi người nghe đến bò hoặc jean thì mọi người sẽ sợ là nó sẽ bị bó rồi nó khó chịu khi cử động ấy. Thì đây là một cái mẫu quần mà Phương nghĩ rằng rất là nhiều các chị em sẽ thích. Đây là một mẫu quần đó là chất liệu gọi là bò giấy. Mọi người hiểu chất liệu bò giấy tức là chất liệu của nó là bò nhưng mà nó lại kiểu rất là co giãn, thoải mái và nó rất là kiểu như là stin, kiểu sẽ giúp cho chúng ta nhìn kiểu nhẹ nhàng và nhìn chúng ta gọi là gầy hơn mấy cân. Đây mọi người nhìn nhá, thứ nhất là cái màu sắc màu đen thì đã giúp cho chúng ta gầy đi vài cân rồi. Thứ hai đó là về cái chất liệu của nó là bò giấy thì sẽ giúp cho chúng ta nhìn gầy đi rất là nhiều. Ví dụ như ai mà có chân hơi to thì lựa chọn cái chất liệu này và cái màu sắc này là phù hợp nhất luôn. Đấy, và set đồ này thì còn một món nữa mà Phương chưa nhắc đến từ nãy đến giờ, đó chính là cái áo. Thì áo sơ mi thì mọi người cũng hỏi rất là nhiều dạo gần đây ở trên Mega Fashion rồi, nhưng mà Phương chưa có nhiều thời gian để review về các mẫu áo sơ mi cho mọi người. Thì đây là một cái mẫu áo sơ mi mà thời gian gần đây ở Mega Fashion cũng rất là nhiều các chị em thích. Đấy, có cái họa tiết kẻ như thế này, rất là xinh nhá. Chất liệu của em này đây, mọi người nhìn màu của em này này, nó là màu kiểu thiên hồng đó, rất là nhẹ nhàng. Đây là một set đồ khá là basic và rất là thuần công sở luôn. Nếu mà ai mà đang muốn lựa chọn một set đồ để đi làm công sở vừa sang trọng này, vừa lịch sự này, mà lại có một cái độ là kín đáo, thì Phương nghĩ rằng đây là một cái set đồ phù hợp. Đó, nó chỉ là một cái chiếc sơ mi cổ Đức rất là xinh đẹp và thon gọn như này, cộng với một chiếc quần bò giấy bó, đấy, ống tuyếp rất là xinh như này thôi. Chúng ta có thể phối với thắt lưng giống như Phương đang phối đây. Đó, cho mọi người nhìn gần với chất liệu của em quần này nhá. Đây, rất là xinh này. Đấy, nó là dạng túi ngang như thế này. Đó, phần đằng sau này rất là xinh. Có thể phối với rất nhiều kiểu. Ví dụ như quần này nhá, các bạn có không chỉ là mặc với áo sơ mi để đi làm, mà đôi khi các bạn có thể phối với cả giày thể thao này, xong rồi áo phông trắng thì nhìn rất là thể thao và trẻ luôn. Đấy, còn nếu mà đi làm thì chúng ta sẽ mặc áo sơ mi như này với quần, sau đó xách thêm một chiếc túi, có thể túi trắng, túi đen đều rất là hợp. Đó, rất là xinh. Dáng lên quần rất là xinh này. Quần này thì cũng có đủ size cho chị em lựa chọn luôn, có từ size 25 đến size 27. Phương thì 48 kg và đang mặc size 25 nhé.